Hi, chào quý vị và các bạn. Hôm nay mình sẽ giới thiệu quý vị các bạn chiếc Mercedes E300 AMG phiên bản mới nhé. Xe thì đang có mức giá niêm yết là 2.920.000.000. Phiên bản E300 AMG thì sẽ có 4 màu ngoại thất là trắng, đen, xanh và đỏ. Ở đây sẽ là màu trắng nhé. Ngoài ra xe sẽ có 2 màu nội thất là màu đen và màu nâu. Với phiên bản E300 AMG, các bạn có thể thấy là phía trước rất là nổi bật với cụm đèn multi beam LED cho khả năng là thích ứng thông minh cũng như là khả năng chiếu xa từ 600 đến 700 mét. Và ca lăng phía trước thì sẽ là thiết kế dạng hai thanh ngang mạ chrome, ở giữa sẽ là logo của Mercedes rất là nổi. Về cái phiên bản E300 phiên bản AMG thể thao này thì các bạn thấy là xe sẽ có thiết kế phối giữa các màu đen và màu trắng. Phiên bản này thì sẽ có trang bị rất nhiều công nghệ hiện đại nhé. Và nổi bật sẽ là ở dưới, các bạn thấy là cái phần cụm hốc hút gió phía dưới sẽ tách biệt thành 3 phần. Đấy. Xe sẽ trang bị là cảm biến toàn thân cam 360. Đấy. Nhìn rất là thể thao nhé. Nhất là phần hốc hút gió ở dưới này, nhìn rất là thể thao luôn. Đấy. Đây cụm đèn multi beam LED của E300 nhé. Xe cũng trang bị là hai đèn LED ban ngày, thiết kế rất đặc trưng của E-Class mới. Kích thước tổng thể xe sẽ dài là 4m92, rộng 1m85. Và xe sẽ có một bộ mâm là mâm 5 chấu kép phong cách ngoại thất AMG. Đấy. Phiên bản này thì sẽ có trang bị là cam 360 tích hợp trên gương nhé. Đấy. Và ngoại thất thì rất là nổi bật. Và phần đằng sau thì xe sẽ trang bị là cái phần cụm đèn sau thiết kế dạng các tinh thể pha lê. Đấy. Cốp rất rộng. Phiên bản này cũng có đá cốp nhé. Phiên bản E300 này sẽ có cốp điện và có đá cốp. Đấy. Nội thất thì đây là phiên bản nội thất màu đen. Ngoài ra xe sẽ có một bản nội thất da nappa màu nâu nữa. Hai phiên bản đều sử dụng nội thất cao cấp và da nappa nhé. Sẽ có nội thất thì có một cái đặc trưng nữa, đó là của E300 sẽ có cơ chế đèn viền nội thất 64 màu. Và phiên bản này thì các bạn thấy là nội thất rất là rộng rãi ở ghế thứ hai. Và sẽ trang bị là 3 vùng điều hòa với một cửa gió cho hàng ghế thứ hai tùy điều chỉnh. Ở cửa sau nhé, đây, cánh cửa sau này, kính sau thì sẽ có trang bị thêm rèm che nắng kính sau. Đấy. Và cái kính của E300 cũng là kính hai lớp có khả năng cách nhiệt và chống tia tử ngoại nhé. Đây, rèm che nắng kính sau. Phiên bản này cũng có trang bị các loa boom master tích hợp ở trên cánh cửa. Đấy. Và nội thất là các chi tiết là ốp gỗ, bọc da và vân carbon, cực kỳ đẹp luôn. Phiên bản này sẽ có ghế là ghế đây, phiên bản này là ghế điện và nhớ ghế nha. Loa boom meter. Phiên bản màu đen này thì nội thất nó sẽ thể thao hơn, mình thấy là phiên bản này nếu mà màu đen thì nội thất thể thao hơn. Về tiện nghi của E300 AMG thì xe sẽ trang bị cho quý khách hàng là một cái màn hình trung tâm giải trí 12,3 inch, cửa sổ trời toàn cảnh panorama, gương là chống chói tự động này. Đấy. Đây, cam 360 rất là nét và sắc nét luôn. Xe trang bị là 4 cửa gió điều hòa ở dưới màn hình trung tâm nhá. Đấy. Đây, chỗ này thì sẽ ốp gỗ bóng. Gỗ bóng thì khá là dễ xước ấy. Vô lăng sẽ là vô lăng bọc da 3 chấu, có gảy số trên vô lăng. Đấy, kiểm soát hành trình. Và cái vô lăng này nó sẽ có vát cạnh một chút. Với những phiên bản AMG thì vô lăng sẽ hơi vát cạnh một chút, nhìn nó sẽ rất là thể thao và rất là đẳng cấp. Đấy, rất là đẹp luôn. Đấy, phiên bản này cũng trang bị tiện nghi là an toàn là 7 túi khí nhé.